Này thiện hiện, pháp không nội chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng hoại không, không chẳng hoại tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp môn Đà La Ni chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng hoại không, không chẳng hoại bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng hoại không, không chẳng hoại bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng hoại không, không chẳng hoại năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng hoại không, không chẳng hoại sáu phép thần thông. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không.